Ôi chào anh em nhé. Anh Thủ rảnh tí làm tí mồi đây. Cũ với cả anh Phan của mình chuẩn bị đồ đạc đây. Đây không ạ? Đó, cái thùng này cũ nha. Đây này, bóng rượu anh em nào, men. Đây bóng rượu. Tóc mầm. Đó. Đám bắp trụng nước sôi. Đây là bắp bung, bắp bung với trong gạo bung dư rồi. Đó, bắt đầu làm lại xem nào, chua rồi, hơi chua rồi, chưa lên men. Đó, đầu tiên này thành văn chỉ vậy thôi. Lại không người quay đây là không làm, vừa làm vừa quay được. Đó, các bạn anh em ơi, thành phần nó vậy thôi nha. Bùng cầm gạo đó, tí nữa mình đi ra gạo thôi, ra cắm gạo vào, không có gạo mình ra cắm bắp được. Đây cắm bắp đây để giữ tí nữa ra. Còn tất cả thành phần này mình trộn vào. Anh em nào có trái cây nào thì cứ vào được nhá, chuối mít đó đưa hết vào. Trái cây nó không quan trọng, mình cứ căn làm sao để ủ cho nó vừa cái xô này. Nhớ làm xong anh em đậy kín nha, đừng để ruồi vào là ok. Vừa vào để trứng vào đây là hư mất thùng ngồi này. Ôi chào, chào anh em nhá. Mình nhà làm cái đây, tại vì là một tay không làm được. Chủ lên chia sẻ với anh em thôi. Nhiều anh em lên rất hỏi cái bảy mùi ủ làm nào, nhưng nó đơn giản thôi, nhưng mà thành phần thì nó có vậy thôi, đâu có gì đâu, đúng không? Nó tất cả cái này mình trộn chung vào bắp mầm này. Rồi bắp mầm tầm này đẹp rồi, hai ba phần rồi. Chào mọi người nha.